Xin chào các bạn thân mến, hôm nay thì tôi xin được giới thiệu đến các bạn về một cái cây tiêu rất là đặc biệt mà tôi đang cầm trên tay. Cây tiêu này được làm từ nguyên liệu gỗ mun và làm theo kiểu có khớp nối. Ở ngoài kia chúng ta có rất là nhiều những cái loại tiêu được làm từ tiêu trúc này hay là tiêu nứa này, thậm chí kể cả là kim loại. Vậy thì cái cây tiêu gỗ mun và có khớp nối như thế này thì nó tạo ra một sự khác biệt như thế nào? Và tôi tin rằng là hầu hết những bạn mà yêu thích cái cây tiêu thì chúng ta đều bị hấp dẫn bởi một thứ, đó là cái âm thanh trầm ấm của cây tiêu. Vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe một chút âm thanh cây tiêu này. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm các yếu tố khác nữa để chúng ta thấy được cái sự khác biệt giữa một cây tiêu gỗ mun đối với những cái loại tiêu được làm từ nguyên liệu khác các bạn nhé. Tôi sẽ thổi cho các bạn nghe cái âm thanh mộc của cây tiêu, không hề có bất kỳ một cái thiết bị xử lý âm thanh nào, để chúng ta nghe được trọn vẹn tất cả những cái điều tuyệt vời từ cây tiêu này các bạn nhé. Cần thổi những cái tần số cao thì cái cây tiêu này hoàn toàn chúng ta vẫn cứ lên những cái cao độ quãng 1, quãng 2, quãng 3 một chuyện bình thường. Đó. Ví dụ như là trong cây tiêu thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn rằng là hầu hết là mọi người chúng ta sẽ sử dụng từ nốt đồ 1 đến nốt rê 3, và trong đó nó có những cái nốt được gọi là nốt si dán, là nốt rất là khó ở trên cây tiêu. Nhưng mà với một cái cây tiêu bằng gỗ mun thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái điều đấy nó cũng không phải là quá phức tạp, và chúng ta sẽ nghe cái sự khác biệt giữa cái cây tiêu gỗ mun khi mà chúng ta thổi những cái nốt ở những cái nốt ở trên cao như thế nào các bạn nhé. Và nó đều có một cái âm thanh phải nói rất cân bằng của cả ba quãng. Và đây là cái điều mà chia sẻ rất là thật với các bạn, là trước khi tôi sử dụng rất là nhiều những cái cây tiêu bằng trúc, bằng nứa, thì tôi thấy là cái việc mà để nó ổn định những âm thanh như vậy là rất là khó. Đó. Và tôi thấy rằng là cầm một cái cây tiêu gỗ mun như này, thì đây là cá nhân chủ quan luôn nhé, thì còn có thể là các bạn sẽ có những quan điểm khác, là tôi thấy là cây tiêu vốn dĩ so với tôi nó đã là to rồi, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là nó lại còn có những cái đốt trúc kiểu kiểu như này, khi mà chúng ta sử dụng cái tiêu bằng trúc ấy thì cầm cảm giác nó rất là cồng kềnh các bạn, là chính xác cồng kềnh. Nhưng với một cái tiêu được làm từ nguyên liệu gỗ mun, các bạn sẽ cầm thấy mượt luôn, rất mượt. Đấy là điều chắc chắn, cảm nhận đầu tiên của các bạn cầm trên tay cái tiêu này, các bạn sẽ thấy như vậy. Và đương nhiên rồi, nó cực kỳ nặng và cực kỳ đầm các bạn ạ. Nó đến cực kỳ nặng, không phải là nặng đến mức độ mà chúng ta mỏi tay đâu, nhưng mà nặng để chúng ta cảm thấy nó đầm, mà chắc chắn thì chúng ta có thể đẩy cái hơi của mình vào. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nói tiếp về những cái yếu tố khác nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về hình thức đã. Nó có một cái màu đen như này, đen màu đen đặc trưng của cái loại gỗ gọi là gỗ mun. Và tất cả mọi thứ trên cái tiêu này đều là tự nhiên hết. Cái lớp sơn ở bên ngoài cũng chỉ là sơn để bảo vệ mà thôi, chứ nó không phải sơn để tạo màu các bạn nhé. Thế nên là về hình thức và các màu đen mà phải nói là rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn và rất là huyền bí, có thể sử dụng làm từ huyền bí. Và tiếp theo nữa thì nói về độ bền của cái cây tiêu làm từ gỗ mun, thì các bạn cứ so sánh một cái đồ nội thất nào của chúng ta làm từ gỗ mun đi, để xem nó là bao nhiêu lâu, nghĩa là nó sẽ tồn tại trong bao nhiêu lâu, thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái cây mà chúng ta sử dụng nó sẽ trong bao nhiêu lâu, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta sử dụng một cái cây tiêu mà chúng ta được gọi là định hình theo đúng ý đồ của chúng ta, có nghĩa là chúng ta có thể định hình được độ dài của nó, định hình được độ dày mỏng của nó, định hình được độ to trong cái lòng ống của chúng ta, thì rõ ràng
là nó chính là câu trả lời tại làm sao cây tiêu gỗ mun nó lại có được cái âm thanh đồng đều như các bạn vừa nghe, là bởi vì nó định hình được kích cỡ của nó. Đối với một cái cây tiêu ở ngoài kia bằng trúc, bằng nứa thì nó là tự nhiên. Thế nên là đôi khi chúng ta sẽ thấy là cái đầu này nó to, xong bên trong này nó lại nhỏ, hoặc là đầu này nó nhỏ bên trong nó lại to, nó phình, nó méo, rất nhiều các yếu tố khác nhau. Và ví dụ như là những cây tiêu bằng trúc chẳng hạn, nó có những cái đốt, thì thông qua mỗi một cái đốt như thế này nó cũng đều có sự ảnh hưởng. Và đương nhiên là cá nhân tôi cảm thấy rằng là cái sự ảnh hưởng đấy nó làm cho cái âm thanh của cái cây tiêu nó không được ổn định. Nhưng mà cây tiêu mà được làm từ nguyên liệu gỗ như thế này, tôi thấy 10 cây làm ra âm thanh như cả người luôn. Và cái âm thanh nó như thế nào thì các bạn vừa được nghe, đúng không ạ? Và bây giờ cái điều đặc biệt nữa ở trên cái tiêu này, đó là nó có khớp nối. Cái khớp nối, cái khớp nối này là khớp nối kép. Thế nên là khi các bạn rút ra rút vào, lắp vào, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ chắc chắn, được chưa? Và khớp nối đây để làm gì? Nó có hai cái mục đích chính. Mục đích đầu tiên đó là làm cho cái cây sáo chúng ta trở nên gọn lại rất nhiều. Đây các bạn có thể, sau đây các bạn, đây các bạn có thể thấy rằng là đây, nó chỉ còn ngắn như thế này không? Đúng ạ? Đó. À, cũng giống như một cái cây mà các bạn vừa nghe thì âm thanh nó cọc một cái đó. Mà tôi là, nó là chính là cái cây pha trầm, cũng được làm từ nguyên liệu gỗ mun mà nó có khớp nối như này. Và chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là nó thu ngắn đi rất là nhiều. Đúng ạ? Và đương nhiên cái việc mà khi nó thu ngắn như này thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà chúng ta tập luyện. Đôi khi chúng ta phải đi đâu đó xa, đôi khi chúng ta mong muốn mang một cái cây sáo cây tiêu của mình đi, nhưng mà rồi cuối cùng là nó rất là cồng kềnh, nó dài đến 70cm như thế này, thì chúng ta mang đi quả thật là rất là vất vả, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ rút nó ra làm hai, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là gọn, cho vào ba lô, cho vào một cái túi ngắn như này, chúng ta có thể mang đi một cả một cây tiêu rất to như thế này. Và đấy là cái lợi ích đầu tiên. Lợi ích tiếp theo là với cái khớp nối như này, nó cũng giúp cho làm tăng giảm cao độ của cái cây tiêu này, phù hợp trong các cái gọi là loại hình thời tiết khác nhau, ví dụ lạnh hay là nóng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái khớp này để chúng ta điều chỉnh cho cái cao độ nó được cân bằng với cái nhạc beat đó. Và tiếp theo nữa thì chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn sở hữu những cái tiêu như này thì chúng ta đang đi theo một cái chính sách rất là khác biệt với tất cả những loại sáo khác, đó là chúng ta sẽ được nhận clip trước khi mà chúng ta nhận cái tiêu này, để chúng ta yên tâm rằng là cái clip chúng ta nhận được tương ứng với cái tem trên cây tiêu này, mà khi chúng ta nhận được chúng ta sẽ nhận đúng cái cây tiêu này rồi. Thế nên là cái sự yên tâm tuyệt đối, và rất mong trong thời gian tới sẽ được trao đổi cái tiêu này đến tay cho các bạn, để chúng ta bắt đầu chinh phục một cái bộ môn mà cá nhân tôi cực kỳ yêu thích, đó là âm thanh trầm bóng của cây tiêu này các bạn nhé. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi về một cái cây tiêu được làm từ nguyên liệu gỗ mun tự nhiên, có khớp nối để làm cho chúng ta cảm thấy rất là tiện lợi, đúng không ạ? Và nếu như bạn nào chúng ta mong muốn sử dụng cây tiêu này thì chúng ta hãy ấn nút đặt mua để chúng ta ngay lập tức chúng ta sử dụng cái cây tiêu này các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn.